Hôm nay mình làm bánh dày ăn với chả nè. Cái món bánh dày này dễ làm lắm. Gói bột nếp nha. Các bạn bỏ vô 1 cup 3/4 cup. Bỏ nước vô microwave khoảng 1 phút 30 giây thôi. Là exactly nước luôn. Là không bao giờ mà dư nước hay thiếu nước hết á. Bỏ một tí dầu ăn với một tí muối vô bột để cho nó khỏi dính giống vậy nè. Đó. Khi mình luộc á, mình bỏ vô một tí nước, trong nước một tí dầu ăn nữa. Là xong, khi mà bỏ vô, nước sôi bỏ vô, nổi lên, nghĩa là bánh chín. Đó. Một gói bột á, nhà mình có hay dầu ăn không có hết. Một nửa mình làm bánh dày, còn một nửa mình làm chè đậu đỏ bánh lọc. Bánh dày thì ăn với chả, với mắm mặn, với ớt. Nên coffee buổi sáng. Đây này. Anh biết sao nó không dính tay không? Em bỏ một tí dầu vô bột á. Còn khi mình luộc á, mình không bỏ một tí dầu vô bột nữa, vô nước nữa là nó không bao giờ dính tay á.